Xin chào các bạn. Chào các bạn đi. Chào các bạn, buổi sáng. Cô ướt nhẹp luôn vậy hả? Ừ. Ôi, giống như là mưa vậy. À, sương mù. Mà đâu phải mưa. Phải mưa, sương á. Sương mù gì mà ướt dữ. Trời, cụ quá trời luôn. Giờ là mới 7:35 sáng á, bạn. Đồ sao hôm nay sương mù dữ vậy? Một chút nữa chị Khanh sẽ gặp mình sẽ gặp chị Khanh. Mấy giờ? 9 giờ. Dạ. Lâu rồi mới gặp chị Khanh ha. Tháng mấy rồi đó. Mà đáng lẽ hẹn qua cuối cùng cũng không gặp được. Công nhận khó gặp chị Khanh ghê. Khó hơn tổng thống. Gặp tổng thống dễ hơn gặp chị Khanh nữa. Thôi em đi ra đường đây. Bye bye. Sương mù nè các bạn ơi. Vừa coi sương mù vừa nghe đường con theo Chúa nha. Đường con theo Chúa. Có nắng xuân trái lùa vàng. Có tiếng chim hót rộn ràng. Có nỗi vui nào nồng ấm. Một tình yêu không nhuốm bụi trần. Ngài đã gọi con theo đời con đẹp bao nhiêu. Chúa dẫn con vào nguồn ân thánh diệu huyền. Kết giao con bằng một cuộc thân duyên. Đường con theo Chúa chẳng thiếu gian khổ dằn trường. Chẳng thiếu mưa gió mịt mùng. Không thiếu những lễ hy sinh lễ phật.
một niềm hiếu chung. Các bạn vừa nghe con đường con theo Chúa và xem đường sương mù có đẹp không? Có thấy đường sương mù đẹp không? Có thấy gì đâu mà đẹp? Mù tịt không có thấy đường đâu mà đẹp. Này là sương mù rồi cũng nói chung là cũng không có đến nỗi. Ở đằng xa thì thấy mù mù nhưng mà trước mặt thì không đến nỗi. Hồi sáng sớm chắc dày hơn. Dòng thời gian cứ mãi dừng trôi. Hôm nay ra hẹn với lại Mr. Tâm. Mr. Tâm mà ở Việt Nam qua đó các bạn, bạn là 8 đó. Khấn xin mẹ soi đường chỉ lối. Nguyện mẹ thương cho con biết nhận ra và rời xa nơi chốn xa hoa để cuộc đời được dệt thành bài ca. Chỉ có người về Việt Nam muốn mua USB nhạc thánh ca, có thể lấy ở Việt Nam được không? Đem thánh cho lời. Dạ được chứ. Được chứ, ở Việt Nam là từ Việt Nam mà gửi về qua Mỹ mà. Đường trần gian tăm tối mù khơi, khấn xin mẹ soi đường chỉ lối. Nguyện mẹ thương cho con biết nhận ra và rời xa nơi chốn xa hoa. Rời xa nơi chốn xa hoa. Mình đâu có rời xa nơi chốn xa hoa được đâu. Mình cứ đi ăn tiệc, người này mời, người kia mời. Sao mình rời chốn xa hoa được? Ngày mai là đi ngày mai là đi đâu biết không các bạn? Ngày mai là đi coi Aesop Fly với lại bà Linh Trần với lại Beckett. Ngày mai đúng ngày sinh nhật của Beckett á. Bà Linh Trần bả về tối nay nè. Xong rồi ngày mai đi coi ca nhạc. Rồi xong ngày mốt Tâm đi ăn sinh nhật. Rồi xong rồi cái ngày kia là Tám 26 27, 28. Một giờ là Tâm đi chích ngừa để đi châu Phi á. Kỳ này đi châu Phi chắc thú vị lắm á, tại lần đầu tiên Tám mới đi qua bên đó để Tám coi có là như thế nào ha. Tám chưa bao giờ đi châu Phi luôn á, lần đầu tiên trong cuộc đời của Tám. Người ta kêu là lúc mà đi chích ngừa á phải đem theo mấy cái thẻ mà hồi trước chích Covid sao bao nhiêu lần này kia, thì cũng không may là Tám nhận qua Tám đi tìm cái thẻ chích Covid đó là nó còn, Tám giữ lại cho nên còn nguyên luôn. Tắm chích hình như được 4-5 lần vậy đó. Nhưng mà bây giờ đang tính nè, không biết là có đi Việt Nam được hay không nữa. Trời ơi, ngày 1 tháng 12 có người kêu Tắm show ở Boston á, hát ở Boston ngày 1 tháng 12 mà cuối cùng Tắm đâu có nhận lời đâu. Là bởi vì Tắm tính là Tắm đi Việt Nam rồi tháng 12 á, đang đợi tin ở Canada cũng mời Tám là đi qua Canada hát, nhưng mà không biết là ngày nào tháng 12. Tám đang hỏi là cho em biết ngày sớm nếu mà có
thì cho em biết sớm để có gì em mua vé Việt Nam, là em ví dụ như show 12 ngày nào để biết, ví dụ một là mình nhận, hai là mình nếu mà mình không từ Việt Nam không có về kịp là mình cũng không có nhận hát show tháng 12 ở Canada luôn, đúng không? Mình không thể nhận lời được, trừ khi mình không có đi Việt Nam á, mình dời qua tháng 1 mình đi á. Tháng 1 nhiều người đi lắm á các bạn. Tháng 1 là có Băng Chinh đi Việt Nam nè, có Thanh Mai đi Việt Nam tháng 1 nè. Còn tháng 11 thì có chị Mai Chí Hon, chỉ đi tháng 11. Thì tính là nếu mà đi thì Tháp Tùng ở bên Hội Trái Tim Bắc Ái. Rồi Thanh Mai cũng dự tính là sắp xếp Tháp Tùng với Tám đi về Việt Nam tháng 11 này luôn, là Hội Trái Tim Việt Mỹ cộng với Hội Trái Tim Bác Ái là đi cùng một tháng. Thì Tám Tháp Tùng đoàn nào thì Tám Tháp Tùng thôi, tùy duyên. Tháp Tùng được đoàn nào thì Tám Tháp Tùng đoàn đó. Mình đang tính, mình cũng chưa có mua vé nữa. Nếu mà đi mà gấp quá, nếu mà show tháng 12 gấp quá thì cũng không có nhận được. Mà nếu mà nhận thì là không về Việt Nam được. Cho nên là có người gọi cho Tám nói sao, ủa tại sao Tám lại về Việt Nam tháng 11, đường xá cũng chưa có ổn định. Tám mới nói thì bây giờ tùy duyên, là Tám đâu có biết đâu, thì dự tính là như vậy thôi, chứ mình cũng chưa có mua vé nữa. Mà dự tính là như vậy thì có thay đổi gì thì mình thay đổi thôi, tại vì mình đâu có tính được cái gì, người tính đâu có bằng trời tính, thì bây giờ tùy duyên thôi, giống như là tới đâu tính tới đó. Bây giờ mình tính vậy đó. Cho dù bây giờ có mua vé rồi, nó thay đổi, nó cũng phải thay đổi thôi. Cũng phải đổi vé, hoặc là bỏ vé, hoặc là sao đó. Nè, các bạn. Thôi, chị Khanh gọi. Rồi, chị Khanh lại bận rồi. Chị Khanh lại có việc rồi, các bạn ơi. Ủa sao kỳ vậy ta? Không gặp được chị Khanh ta, cái bận chị có việc đột xuất hoài à, quan trọng lắm. Hẹn hò hết rồi, hẹn là sáng nay là chị Khanh phải dậy sớm chạy qua Tám để đi đón Mr. Tâm, để đi chơi với Tâm một ngày này. Ngày mai Tâm đi qua phân San Francisco để mà về Việt Nam rồi, mà hẹn tối nay nữa nè, ở Itango nữa nè, hẹn Lệ Thi nè, hẹn Cristy nè, hẹn A Muối nè, hẹn Trizy nè, hẹn Lê Quang nè, Minh Cảnh Sát nè, đó. Rồi bây giờ không biết là bây giờ chị Khanh bận, không biết tối chị Khanh, chắc Tám nghĩ tối chị Khanh ghé được. Bây giờ sẵn đây Tám cập nhật đúng rồi, Tám xin hỏi ở trên này nè, là nếu mà chị Phương Phạm ở ở đâu ta, ở cái gì cổ ta quên rồi, cái đường gì cổ California, chị tên là Phương X Phạm gửi cho chị Khanh một cái check 300 mà không biết là tiền gì. Thì chị Phương có coi cái video này thì chị Phương có thể nhắn tin cho em nha, để biết là cái tiền đó tiền gì để em ghi vô nha chị. Rồi bây giờ nếu mà chị Khanh mà không có đi được thì Tám phải đi một mình. Tám đi rước Mr. Tâm đi vòng chơi, rước chở Tâm đi ăn nè, rồi đi mua đồ mua đạc gì đó. Tâm muốn đi mua gì thì chở Tâm đi. Ướt nhẹp. Ủa anh đâu rồi? Làm cái gì vậy? Ăn sáng hả? Đang ăn bánh rồi bánh. Chị Khanh bận nữa rồi. Ủa gì kì vậy? Anh sao? Thì em đi một mình. Hồi trưa này, có đi ăn trưa với nó không? Có chứ. Về chở anh đi. Ok, về chở anh đi ha. Về chở anh đi ha.
Giờ mình đi nè, mình mở cái GPS nói tiếng Việt cho các bạn nghe nha, cho nó vui nha. Nè, khoan, ủa đâu mà đọc tắm mở nha. Đi tới rước Tâm á, Mr. Tâm á là ở khách sạn gì đó, resort gì đó mà tới 23 phút lận. Nè, 23 phút lận nè, các bạn thấy không? Trời ơi, Anaheim. Bắt đầu con nó đọc nè nha. Coi người ta đọc nè. Bắt đầu lộ trình đến 1915 sau Manchester Avenue. Tiếp tục đi theo lộ trình, sau đó đi vào lối rẽ trái thứ nhất. Cho các bạn nghe nhé. Rồi mình bắt đầu mình đi để coi cho các bạn nghe bài. Ủa, con bận lắm Chúa ơi, đâu rồi nè. À, bận lòng cùng Chúa. Sắp tới chỗ Tâm rồi, còn có 3 phút nữa. Thi Lệ Thi thích bài này nè. Rồi bé Ly cũng thích bài này nè. Chị Khanh cũng thích bài này nè. Mà Linh Trần mà cũng thích bài này nữa. Nằm trong bài thứ số 9, bài số 9. Con bận lắm Chúa ơi, bận lòng những khen chê. Tháng ngày về qua, cuộc đời con vất vả. Để được người yêu, con tránh điều phật ý. Một đời tình say mà người vẫn đổi thay. Con bận lắm Chúa ơi, bận tìm kiếm hư vinh. Chốn nào lặng thinh để hồn con nương náu. Nay những bận tâm bao vương câu hư ảo, con xin đặt vào tay Chúa những xôn xao. Để tìm về con và tìm về với Ngài. Bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hôn này, trí lòng này, xin bận cùng Ngài. Bận lòng cùng Chúa. Chúa ơi, bận vì những sân si. Biết đời phù vân mà lòng vẫn khao khát. Miệt mài dựng xây bao công trình hư nát. Để lòng nặng mang là nhóm nỗi ngổn ngang. Con bận lắm Chúa ơi, bận tìm những vinh quang. Đi qua đường này, sau đó rẽ phải. Muốn được nội nàng con toàn tình và rồi nhận ra sao thương mình linh quên. Có dấu lặng nào để thấy Chúa bên trong. Để tìm về con và tìm về với Ngài. Bận lòng cùng Chúa nơi tình yêu không phai. Xác hôn này, trí lòng này, xin bận cùng Ngài. Chị đứng ở ngoài đợi nha. Ok,
Ồ, rồi cái nè. Vừa nhìn vô đồng hồ 1:01 không? 10:01. À chị Mai chỉ gọi cho 8. Chị Mai ở Philadelphia. Để trong khi chờ đợi Tâm mình gọi cho chị Mai. Chị Mai chị nói là chị sẽ dắt Tâm đi chơi ở Philadelphia. Rồi chị nói là fan của Tám ở Philadelphia. Nếu mà có ai rảnh á, thì mời tới nhà. Hello em. Chị em đây. Dạ yeah. Ok cảm ơn ơi. Chị mới coi cái gì của cha đó cảm ơn. Dạ. Rất là bây giờ cho chị giúp 500 nha. Wow. Bây giờ đây Mr. Tâm đã lên xe bà Tám rồi đây. Mr. Tâm chào các bạn đi kìa. Hello các tình yêu của bà Tám Cam Thơ nha. Xích đâu. Hôm nay rất là được diễm phúc bà Tám Cam Thơ ghé khách sạn mình chở mình đi du ngoạn ở OC. Bây giờ không biết là đi đâu nữa thì thôi. Bà Tám chở mình đi đâu thì mình đi đó. Rồi bây giờ hỏi Tâm nè, bữa giờ Tâm đi du lịch nước Mỹ Tâm thấy làm sao? Thì nói chung là như câu hỏi này hôm bữa hỏi rồi. Nhưng hỏi mà nữa. Đi tiếp nè, hồi bữa là ở Việt Kiều nhà, bây giờ Tâm đi qua Las Vegas mà đúng không? Las Vegas đẹp quá trời, đặc biệt là về đêm. Có một cái thằng nói chung là một đứa em rất là nhiệt tình. Tối rồi dẫn em đi khám phá thành phố Las Vegas vào buổi đêm. Rồi đẹp quá trời là đẹp luôn. Thì nói chung là nước Mỹ là xinh đẹp mà ở đâu cũng mỗi chỗ đi tới mỗi miền á thì nó có cái đẹp riêng. Giống như vừa rồi em cũng đi qua bang Arizona ở đó sa mạc không à. Nhưng mà em có chụp hình chưa có post Facebook. Ủa Arizona đẹp lắm á. Những cái cảnh á. Cảnh núi núi trùng điệp điệp vậy đó. Nhìn nó rất là natural luôn, đẹp theo kiểu mà thiên nhiên. Thì nhưng mà hôm đó em đi xong về em bệnh luôn tại vì nắng quá rồi nóng. Đi qua cái cầu kiến đó để chụp hình á, ngắm cảnh á mà xếp hàng cả tiếng rưỡi đồng hồ. Đó rồi ở đó đến chiều á ăn cơm trưa ở đó mà rất là nắng luôn là hôm bữa giờ em về là thật sự là bây giờ người em cảm nè, đau họng nè, sổ mũi nè. Trời đất ơi. Cho nên là tối ngày hôm qua có tiệc á, chị Thơ biết không? Em cũng cầm hơi mà em đâu có dám uống thuốc, mà em biết vô đó là mấy người đó họ sẽ dí em uống. Nhưng mà em uống là cái vấn đề mình phải biết lượng sức mình, cho nên là em nhấp môi không à, để còn giữ thân đi về Việt Nam nữa, chứ uống nhiều là chắc em gục ở đây luôn á. Tối hôm qua em về em ớn lạnh luôn á chị. Ớn lạnh luôn, nhưng mà ngủ được mấy tiếng rồi sáng thì dậy tắm nước nóng á. Nhưng mà giờ là chút nữa là em phải uống một viên, ăn đã rồi em sẽ uống một viên Panadol để dưỡng sức, để tối nay gặp họp mặt với chị yêu Cam Thơ, với anh yêu Lê Quang, cũng như là các tình yêu của bà Tám Cam Thơ, cũng như là các tình yêu của bà của Mr. Tâm. Vậy đó. Đón Lê Quang. Hai anh Quốc khỏe không? Lâu quá mới gặp nha. Dạo này có làm chương trình gì không? Không. Nghỉ luôn hả? Bây giờ là bố bỉm sữa. Nghỉ hả? Ba anh em là 20 mấy năm. Wow, nhạc sĩ Minh Nhiên kìa. Anh Nhiên. Nhớ ai không? Không nhớ. Nhớ ai là đây là ai không? Nhớ không nhớ mà. Khỏe không? Khỏe. Ủa không có thằng Kép hả? Không, Kép đi làm. Mười mấy năm mới gặp lại. Có chụp hình chưa? Chưa, ở chết cha qua nè, cho tấm thôi. Xong chụp hình làm kỷ niệm. Mười mấy năm, 20 mấy năm trước á. Anh xong chụp hình với... Quên chưa chụp hình, bà Thơ nói mới nhớ. Tâm chụp giùm anh Quang. Lê Quang lên xe rồi kìa. Mới đi tâm cảng. Anh Quang càng ngày càng đẹp trai hơn. Trời.
Thiệt, cái đó nói thiệt nha, không định đầm nữa nha. Ừ. Ê, này nó may chúc mừng nè anh nha. Trời. Quan trọng bây giờ là thần thái cũng có rồi đó, giờ có sức khỏe nữa. À, là cứ thế mà dung dăng dung vẻ thôi, xách giỏ đi chơi thôi. Trời ơi, sướng. Tưởng anh đại gia hả Tâm? À, thôi không cần anh, đôi khi không cần đại gia mà cuộc sống mình nó dùng đủ, anh cảm thấy đủ và anh cảm thấy như vậy là nhàn rỗi là được rồi. Đúng không chị Thơ? Đúng rồi, bình an là được rồi. Anh cảm thấy nếu nói về dùng đủ mà cảm thấy bình an nhàn rỗi là ok. Ừ. Bình an là trời, được. Hôm rồi. Nay ở bên đây giờ cũng nắng quá ha chị Thơ ha. Nắng nóng sáng ha. Lạnh đó, buổi sáng sương mù quá trời. Sáng mà sương mù là buổi trưa rất là nóng. Trời ơi. Lần đầu tiên em thấy sương mù. Anh gặp Nhiên với anh Quốc vui không? Vui. Ừ. Nhiên là mười mấy năm mới gặp Quốc á. À Minh Nhiên là mười mấy năm mới gặp Quốc hả? Nãy nãy anh chở Tâm đi Costco. Mua được gì quá? Mua sô cô la. Sô cô la làm quà anh. Mới là mua một cái vali. Mua cái vali. Vali nhỏ hả? Vali bự. Ở đây có vali nhỏ. Samsonite. Rồi Tâm tặng cho em cái vali nhỏ, còn Tâm lấy cái vali lớn. Tại vì nó mua combo. Mua set. Nó mua set. Samsonite đàng hoàng nha anh. Ôi, hôm nay được diễm phúc đi ăn trưa với anh yêu chị yêu. Ở Mỹ. Tân cả. Đi đâu Tâm? À. Anh phải đòi á, nói điều này nhớ. Ờ, trời ơi, sao chị Thơm cho anh ăn đi. Nghe cái tội nghiệp ghê. Thường thường ngủ không có đi đâu. À, hôm nay không anh thương em. Anh nghe em qua. Nghe nó có Tâm không đòi đi chứ bình thường thì không có đi, không chịu. Rồi anh xuống anh nhắc Tâm vô lấy bàn, bao nhiêu người lấy bàn vậy? 1 2 3 4, 5, 6, 7. Trời ơi, bụng nhiên đi mà nó không đói quá, kêu đồ ăn luôn nha anh, đói quá. Anh Quang sau này không rủ anh đó đi đi. Kêu mì xào lobster với súp súp này kia đó. Cua rang muối anh. Chị Thơ đi. Thế chị đậu xe. Món đầu tiên súp bóng bóng cá. Đang rồi, có sao à. Đây mì xào lobster đã ra. Cái selfie stick của chị đẹp quá. Ủa anh quán đi đâu rồi trời? Đêm. Trời ơi đồ ăn gì? Ai là đứa em của em? Rồi. Anh chàng này hồi xưa là giáo viên dạy cho trung tâm trường trường của em. Rồi qua Las Vegas định cư 14 năm. Giờ về nó vợ nó mở hai tiệm phở. Anh đứng đây em giới thiệu tên. À, ngồi xuống đi, em chỉ giới thiệu nè. Đây là Lê Quang, tên là Quang. Còn đây là em này là tên là Quang. Hán Quang hả? Rồi bên đây cũng là Quang. Hôm nay mình có Quang. Chỉ có Thơ với Tâm là lẽ thôi. Gọi là festival ánh sáng đó. Ba người Quang luôn, ghê chưa? Giờ mình ba anh em mình đi đâu khỏi cần có điện. Sáng quá. Ồ. Quá trời ngon rồi nè, cứ tôm hùm rang muối nè, đó. Rau nè, có cơm trắng ở đây nữa nè Tâm ơi. Đó. Rồi cảm ơn anh Tuấn, bye bye anh. Rồi bây giờ chúng ta đã ăn xong, bây giờ chúng ta đi về nhà cất xe. Xong rồi chở Lê Quang về, xong rồi chở Bích Tịch Tâm đi ok chị gửi thì chỉ rồi á, chị gửi rồi á. Xong rồi chở Bích Tịch Tâm đi Đức Mẹ Long Beach. Anh đi ngõ này nè, rồng đến nhà tôm nè đó. Ôi không dám. Sao cho biết ý kiến. Rất là hân hạnh luôn. Thì đó, em cũng không ngờ là em được dịp ghé thăm nhà anh chị mà sớm như vậy, đúng không? Hồi nào giờ thấy chị đăng YouTube và thấy ngôi nhà rất là dễ thương. Mà hôm nay là thấy tận mắt. À. Thấy sao có khác gì ở trong TV không? Không, ở ngoài thì thực tế nó phải tự nhiên hơn. Thấy không? Nhìn nó ấp phê hơn, nghe hơn. À, nhìn nó mới là đứng đây nhưng mà mặc dù là trời nắng nhưng mà đứng ngay rất mát đúng không? Thôi là mát. Mát mẻ. Ừ, không khí trong lành. Giờ lần sau có qua thăm nữa không? Chắc chắn sao hôm qua. Trời ơi, nghĩ sao hôm qua. Rồi nếu mà chị có đổi nhà đó thì đi qua nhà mới.
Ok. Mai mấy à? Gần xin đây à? Gần lắm, ngay Busan anh đi thẳng ra. Đó, bây giờ mình lên xe Tesla mình đi nha. Đức mẹ Long Bích không phải phải. Okay. Mình đi qua một nhà một người bạn nữa. À. Rồi người đó sẽ chở bốn đứa mình đi Đức mẹ Long Bích. Hồi nãy giờ Mr. Tâm nói là không ngờ là tới được nhà bà Tám Cam Thư sớm như vậy. Là như nhà bà Tám Cam Thư là villa biệt thự gì đó. Thôi đôi khi nó có cái giá trị của nó chị. Đúng không? Đừng có nói về xôi là cái giá trị và tiền. Ở đây đang nói về giá trị tình cảm. Tới được nhà chị yêu, thấy không? Tận mắt. Sờ được cái cửa thôi cũng đủ ấm lòng rồi. Thiệt mà. Chị nhắn thêm một câu nè. Chị cũng còn ở đây ta cho mình để chân cẩn thận đầy đủ. Ở đây em thấy chạy xe ghê quá. Bởi vì hai đứa này là cũng chạy xe cẩn thận nha. Có gì ốc đó là mà, chết đó nha. Không rồi, có mình, giỡn được mình đâu. Mình phải xích beo vô. Đúng rồi, phải xích beo. Đâu rồi, không, ở đây cũng gần. Ngày mai là hai đứa về là không có để tự động nha. Dạ. Chris. Dạ. Ừ. Làm sao tự động? Trời ơi, nó giật. Ông chàng này nè, để cho nó tự động nó lái luôn. Lái luôn. Mà 70 mấy mai. Trời đất ơi, bởi lâu lâu nó giật vậy nè. Ủa hai đứa ngủ hả? Không. Mình thử cái chế độ đó. Mà thử liều vậy đó. Đi ra ngoài gọi là xa lộ, quốc lộ mà thử. Trời ơi, Tesla nắng. À, chị nghe, chị nghe sai. Hello chị, em nghe chị. Trời ơi, khoai ngoài buổi tối cho siêu bạn được. Cho Tâm thấy bước kiến tận tận. Hấp hối. Mấy cái nhà mà mặt biển như vậy á mắc không đâu. Đó 4 triệu đó, căn đó đó Tâm. Trắng đó luôn. Căn trắng đó đó. Giờ ở đây mặt biển vậy mà lại rẻ hơn ở Việt Nam ha. Việt Nam giá trên trời dưới đất. Đắt hơn như một cái ghê vậy. Ở quận 2 nhà 9,5 triệu. Đây Mr. Tâm đã tới Đức Mẹ Long Beach rồi. Hello. Rất là vui luôn. Hôm nay được cơ hội đến viếng thăm mẹ. Và cầu xin mẹ ban bình an cho bản thân cũng như cho những người thân thương của mình. Trời ơi, sương mù nó bay kìa Tâm. Mà sương mù. Anh Sĩ. Đây. Bạn ở Việt Nam qua một người. Còn mấy người kia ở đây. Anh có cần cái này không? Được tặng nha. Mày bận quá. Thường cũng khi buổi tối em ra nữa. Tôi đi 2 giờ mới ra. Mất tự tâm chụp hình cả. Nó sương mù quá trời. Nó bay. Bay quá trời bay luôn. Sao rồi? Đi Đức Mẹ phải thành tâm quá vậy. Hả? Thì chắc phải thành tâm chứ. Chắc chắn là kỳ này là một cái sự tin tưởng và phó thác. Nơi mẹ chứ. Thấy không? Những ai tin tưởng phó thác nơi mẹ cũng như Chúa Giêsu thì sẽ được bình an. Bình an trong tâm hồn. Như thể xác. Hay quá. Chụp hình hết chưa? Rất là hài lòng. Bây giờ mình review cái xe Mercedes điện nha. Mercedes điện. Nội thất ở trong này là gì đây? Mình quay trong trước rồi mình ra ngoài mình quay nha các bạn. Đây. Tăng. Đây. Quay sơ ở trong các bạn thôi. Bây giờ mình đi ra ngoài mình quay xe điện á, mà là hiệu Mercedes lần đầu tiên mình mới thấy. Tay lái nè, bác sĩ rồi, mới như vậy
Tâm tới Phước Lộc Thọ này để Tâm chụp hình nè. Chứ tới ngày mai đi rồi. Mai đi tới rồi, đây nó rồi, tới đây mà không có biết Phước Lộc Thọ. Đúng rồi, không biết Phước Lộc Thọ. Rang trước đi. Mắc cười quá các bạn. Tính chở Tâm về để chuẩn bị tối đi Ai Tango. Cái Tâm nói trời ơi tới đây mà chưa có đi Lido Sài Gòn, kỳ quá không được, phải dắt đi Lido Sài Gòn mới chịu, chứ tới đây không biết Phước Lộc Thọ là sao hết. Ok, chở Tâm tới Phước Lộc Thọ cho Tâm để Tâm chụp hình một tấm làm kỷ niệm. Sao rồi, thấy Phước Lộc Thọ chưa? Đi ra ăn trước chụp hình kìa. Đi ra ăn trước, có ông ba ông Phước Lộc Thọ chụp hình. Bây giờ review thêm một chiếc SUV Mercedes điện nữa nè các bạn. Cái đằng sau nè. À. Đó, review cho các bạn xem nè. Ngoài thôi nha, ở trong không có nha, ở trong không có vô được nha. Cái đầu giống nhau nhưng mà cái chiếc này cao, cái chiếc này thấp. Chiếc này là chiếc nhỏ thấp, còn chiếc này là chiếc cao. À, chiếc SUV. Liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you.